quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh phải kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố để hàng hóa lưu thông không bị ách tắc. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tham dự cuộc họp. Tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Hiện nay, tình hình dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến nhanh, phức tạp và dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận những ca mắc mới, trong đó những khu vực có nguy cơ cao là khu công nghiệp, chợ dân sinh. Chính vì vậy, người dân cần phối hợp thực hiện nghiêm chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Với cái chủng Alpha này thì chúng tôi nghĩ rằng là phải thật sự ưu tiên cái việc giãn cách và các biện pháp chống dịch, loại bỏ và giảm dần cái nguồn lây ở trong cộng đồng. Thì những khu vực phong tỏa thì phải được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo cách ly tuyệt đối trong khu phong tỏa giữa những khu vực. Qua đó thì kiểm soát chặt chẽ sự lây lan bên trong cũng như bên ngoài khu vực phong tỏa. Điều này cần gắn chặt với trách nhiệm của chính quyền địa phương và phối hợp với lại y tế để thường xuyên đánh giá tình hình dịch tễ, nhận định để điều chỉnh các cái biện pháp cho nó phù hợp. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố để đảm bảo hàng hóa lưu thông không ách tắc. Những người có việc thật cần thiết ra vào thành phố phải thực hiện xét nghiệm. Hiện thành phố đang tập trung các biện pháp để đảm bảo đời sống cho nhân dân và chuẩn bị công tác tổ chức thi trung học phổ thông thật chu đáo. Thì hiện nay là chúng tôi đã có người phân công để trao đổi với các tỉnh trong vùng. Tính toán coi như thế nào để đảm bảo cho được là cái hàng hóa đó, lưu thông. Cái thứ hai là kiểm soát người qua lại cho chặt, đừng có để mang mầm bệnh lây nhiễm. Chấn chỉnh từng khâu một, nhất là khâu xét nghiệm, phải có trọng tâm, trọng điểm và trả kết quả nhanh nhất có thể. Và cái tổ, cái nhóm tiêm vaccine đó, đang lên một cái kế hoạch chuẩn bị khi có vaccine về. Thì tính toán cái kịch bản tiêm như thế nào, rồi đối tượng tiêm ưu tiên là ngày đó khác với lần trước. Cuối cùng đó là tổ chức cho kỳ thi. Chúng tôi cũng chuẩn bị các cái khâu cần thiết bảo đảm an toàn thì mới tổ chức thi. Còn nếu như có nguy cơ cao hoặc là không có đảm bảo an toàn thì lúc đó chúng tôi sẽ có một cái quyết định, cuối cùng sẽ có quyết định cho phù hợp. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý người xét nghiệm thông qua QR code, đồng thời kết nối dữ liệu vào mạng lưới thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Thành phố Thủ Đức và các quận huyện đảm bảo cung cầu hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố. Có chính sách hỗ trợ người vô gia cư, người mất việc nhằm đảm bảo đời sống cho nhân dân, người nghèo trong giai đoạn chống dịch. Bên cạnh đó, đảm bảo an toàn, phù hợp cho việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thành phố cũng kiến nghị Bộ Y tế hướng dẫn hỗ trợ xem xét giảm bớt các bước để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, giảm áp lực cho ngành y tế, hỗ trợ phân tích tình hình, đánh giá truy vết của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hỗ trợ công nghệ xuất chứng nhận qua QR code, xác nhận đã tiêm vaccine, xác nhận kết quả xét nghiệm và thời gian hiệu lực. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 7, chợ Bình Điền đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận 8 tổ chức truy vết diện rộng với 12.841 mẫu test nhanh và đến nay đã có hàng trăm ca nghi nhiễm COVID-19. Ngay trong đêm qua 5 tháng 7, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền. Tại đây, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền tiếp tục thực hiện truy vết, khoanh vùng, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm soát dịch, đồng thời đồng thuận với quyết định tạm dừng hoạt động chợ Bình Điền của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ sáng nay, 6 tháng 7 năm 2021. Quý vị, chợ Bình Điền là chợ đầu mối lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Dưới tác động phức tạp của dịch Covid-19, thì lực lượng chức năng địa phương đang tiến hành là kiểm soát các xe ra vào chợ phải có là giấy xét nghiệm âm tính, và đồng thời lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương khi ra vào chợ.
Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo chợ Bình Điền cho biết, thời gian qua, chợ đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, phối hợp trung tâm y tế địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống dịch. Cụ thể như tuyên truyền các tiểu thương áp dụng khai báo y tế, đo thân nhiệt và thực hiện quy định 5K. Thực hiện chỉ thị số 10 của Ủy ban dân thành phố, chợ Bình Điền khuyến khích các tiểu thương bán hàng qua mạng. Trước đó, chợ Bình Điền phối hợp với Sở Công Thương thành phố đã tiêm vaccine cho gần 8.000 người là các thương nhân và tiểu thương. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Công Thương TP.HCM đã có phương án tạm ngưng hoạt động chợ Bình Điền. Theo đó, từ 8 giờ sáng nay 6 tháng 7, không cho phép tiểu thương nhận hàng ra vào chợ và đến 20 giờ cùng ngày phải giải phóng hàng tồn. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, chợ Bình Điền là chợ đầu mối lớn nhất của thành phố với khoảng 37 tỉnh thành có giao lưu hàng hóa. Mỗi ngày có khoảng 20.000 người ra vào chợ nên rất khó khăn trong việc kiểm soát và truy vết nhanh các ca nhiễm. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền tiếp tục thực hiện truy vết, khoanh vùng và khống chế dịch. Bên cạnh đó, ban quản lý chợ cần phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch. Đối với chợ chúng ta thì tôi biết rằng là đến giờ này mà chúng ta dừng hoạt động thì đó là một cái điều rất là đau buồn. Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Khi cái truy vết của chúng ta đến giờ này chưa được ổn, nếu chúng ta để hoạt động rủi như nó còn tiếp tục lây nữa, người ta lại đến đây, người ta lại thế này thế khác nữa, thì lúc đó chúng ta có lỗi, chúng ta có lỗi. Trên cái điều kiện như thế, cho nên cái việc mà chúng ta quyết định dừng hoạt động chợ hôm nay là hoàn toàn có lý do của nó, mặc dù đó là một cái lý do hết sức đau buồn. Chia sẻ với các đồng chí và các đồng chí phải thông báo nhanh đến các cái đầu mối, các cái bạn hàng, các những người giao lưu hàng hóa ở đây thường xuyên, người ta cũng thông cảm và chia sẻ cái việc này. Rồi chúng ta tập trung truy vết, tập trung khoanh vùng, tập trung xét nghiệm, tập trung nghĩa là test nhanh để chúng ta sớm kết thúc cái thời gian mà chúng ta dừng. Khi nó đủ điều kiện chúng ta mở cửa trở lại, nhưng mở cửa trở lại cũng hoạt động trên tinh thần đảm bảo an toàn. Chứ còn hoạt động trở lại mà không an toàn là không được. Hiện Sở Công Thương cũng đang tiến hành làm việc với các chuỗi bán lẻ trên địa bàn thành phố, sẵn sàng nhận hàng để hỗ trợ cho các tiểu thương. Quận Gò Vấp và Bình Thạnh là hai trong số nhiều quận trên địa bàn TP.HCM có chuỗi lây nhiễm liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng. Sau khi thực hiện nghiêm túc các quy định giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện các chuỗi lây nhiễm liên quan đến điểm nhóm này đã cơ bản được kiểm soát. Đây là thông tin được lãnh đạo quận Gò Vấp và Bình Thạnh báo cáo trong buổi làm việc kiểm tra công tác phòng chống dịch do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì. Sau khi chuỗi lây nhiễm liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng cơ bản được quận Gò Vấp kiểm soát, từ ngày 3 tháng 6 đến nay là xuất hiện các ca mắc chưa rõ nguồn gốc hoặc có nguồn gốc từ ổ dịch khác ngoài quận, gây ra nhiều chuỗi lây nhiễm mới. Thống kê cho thấy, các ca mắc trong độ tuổi từ 30 đến 60 chiếm tỷ lệ cao nhất 45%, kế đến là độ tuổi 18 đến 30 chiếm tỷ lệ 37,8%, tập trung chủ yếu vào lực lượng lao động trẻ, di biến động nhiều. Vì vậy, quận Gò Vấp đang tăng cường thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, đồng thời đề xuất bổ sung mở rộng nhóm tiêm vaccine cho công nhân lao động, làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, tiểu thương tại các chợ truyền thống, sinh viên và hộ dân tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao. Hiện nay thì mình là qua sàng lọc là phát hiện nhiều, nhưng mà từ cộng đồng tự phát hiện như cái đợt dịch trước đây thấy ít quá, thì trên địa bàn quận mình như thế nào? Lực lượng lãnh đạo chỉ huy tại chỗ như thế nào, bốn tại chỗ thế nào, hệ thống chính trị như thế nào, tổ COVID cộng đồng như thế nào, tổ dân phố như thế nào, cảnh sát khu vực, không phải lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ, đi từng ngõ gõ từng nhà, có đảm bảo không? Cái khó đặc điểm của Thành phố Hồ Chí Minh là quá đông dân và cái số lượng là đường hẻm ở thành phố và của Gò Vấp cũng rất là nhiều. Nếu mình dàn trải hết toàn bộ lực lượng thì cũng không đủ sức. Cho nên là chính vì cái sự giao lưu, cái sự thông thương đi làm thường xuyên như vậy thì những cái ca nhiễm nó còn lan thang cộng đồng là cái điều là rất là khó lường được. Và địa phương thì bây giờ là phát hiện chỗ nào thì nhanh chóng dập dịch, phong tỏa và mình xét nghiệm rộng, diện rộng rồi mình phong tỏa từ rộng vào hẹp.
Thưa quý vị, trong những ngày qua thì thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng và từ đây thì thành phố cũng đã kịp thời khoanh vùng, truy vết và khống chế những chùm ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng. Và tại quận Gò Vấp thì từ ngày 26 tháng 5 đến nay thì cũng đã xét nghiệm được trên 266.000 người dân. Và trong buổi làm việc với quận thì Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã đến kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm tại điểm trường tiểu học Võ Thị Sáu trên địa bàn quận. Qua đánh giá, tại điểm trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường 16, quận Gò Vấp, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.000 chức sắc tôn giáo trong ngày 5 tháng 7, có cơ sở vật chất rộng rãi, đảm bảo các quy định giãn cách. Người dân cũng tuân thủ 5K và tránh được tâm lý e dè. Đoàn cũng đến kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh và bệnh viện dã chiến nằm trong khuôn viên Bệnh viện Quân y 175 đóng trên địa bàn quận Gò Vấp. Người bệnh khi đến khám phải test nhanh COVID-19 ngay tại cổng, khi có kết quả âm tính mới được vào trong bệnh viện. Trong sáng ngày 5 tháng 7, khi test nhanh, bệnh viện phát hiện 5 ca dương tính nên đã tiến hành khoanh vùng, khử khuẩn tại chỗ và chuyển bệnh nhân vào khu cách ly tạm thời. Làm việc với quận Bình Thạnh, đoàn công tác được biết hiện trên địa bàn quận có trên 200 ca mắc tại 18 trên 20 phường. Quận đã tổ chức 62 điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn. Sau 3 ngày đã thực hiện lấy mẫu cho hơn 126.000 hộ dân, chiếm tỷ lệ trên 90%. Phối hợp với lại các cái tuyến trên để mà lấy mẫu kết quả cho nó nhanh, không để kéo dài. Bây giờ các đồng chí là 2 ngày rồi 3 ngày thì còn đâu có hiệu quả nữa. Cái đó là tôi nói lấy test nhanh rồi là biết rằng F0 không có, mình âm tính. Nhưng mà đâu bước ra đường chút xíu rồi gặp trong F0 thì trở thành F0, F1 và F0. Đúng không ạ? Cho nên là test là phải nhanh, phải có kết quả sớm, chứ còn không ấy thì vấn đề này xử lý là đề nghị là chủ trên thành phố này, các đồng chí phối hợp với Master rồi tăng cường thêm các cái trang thiết bị, lực lượng làm sao để cho kết quả sớm. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố, ra soát chặt chẽ khu vực có nguy cơ cao để xây dựng các tình huống ứng phó và chủ động huy động cộng đồng góp sức để tăng cường thêm các khu cách ly cho những trường hợp F1. Thưa quý vị, nếu như năm ngoái người lao động tự do phải có giấy xác nhận thường trú tại địa phương mới đủ điều kiện nhận hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh, thì năm nay thành phố không yêu cầu loại giấy tờ này. Người lao động tự do chỉ cần tạm trú ở thành phố là sẽ được nhận hỗ trợ. Đó là nội dung được đưa ra tại buổi họp triển khai gói hỗ trợ lần 2 của thành phố Hồ Chí Minh đối với người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, theo nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua thống kê, thành phố Hồ Chí Minh có trên 230.000 người lao động tự do sẽ được hỗ trợ khó khăn với mức 1,5 triệu đồng một người. Về thủ tục hỗ trợ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đối với lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, thì người sử dụng lao động lập danh sách gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Sau khi tiếp nhận, rà soát, trong 4 ngày làm việc, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện sẽ thực hiện chi hỗ trợ qua tài khoản cho người lao động. Riêng lao động bị chấm dứt hợp đồng chỉ cần lên mạng lấy mẫu, điền nội dung, gửi kèm theo tài khoản, quyết định nghỉ việc và gửi về địa phương nơi cư trú. Lần này là làm rất là kỹ, từ khâu khảo sát, lập danh sách và thời gian này cũng có nhanh hơn và quyết liệt hơn để làm sao tất cả các đối tượng một cách chính xác, không sót, không trùng. Cái quan điểm của thành phố á, thì muốn làm sao là cái mức hỗ trợ này nó nhanh chóng kịp thời đến với người lao động. Sở Lao động sẽ tham mưu cho ủy ban, cho các quận huyện, phường xã sẽ giải quyết nhanh trong tháng 7 này. Gói an sinh xã hội sẽ triển khai từ tháng 7 và kết thúc trong tháng 8 năm 2021 đối với những nhóm chi hỗ trợ một lần. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng, thủ tục xét duyệt nhận hỗ trợ lần này đơn giản. Những người được hưởng chính sách gần như không phải làm gì, ngoại trừ người lao động tự do đã bị mất việc làm. Tất cả thủ tục do người sử dụng lao động chịu trách nhiệm thực hiện và hồ sơ sẽ được phê duyệt nhanh chóng. Hồi xưa là người lao động phải làm đơn, còn bây giờ không cần thiết. Cơ quan quản lý lao động phải chịu trách nhiệm đó. Chính quyền địa phương nơi cư trú với người lao động tự do phải chịu trách nhiệm đó. Chúng tôi đã quy định rất rõ ràng là tất cả các cơ quan của thành phố, của quận, của phường khi tiếp nhận hồ sơ đó thì chỉ trong 7 ngày là phải là trả kết quả. Được duyệt là chi trả ngay và không được duyệt thì phải phản hồi cho doanh nghiệp và người dân biết. Cũng xác định đây là một trong nhiều giải pháp của chính quyền thành phố là vừa là hỗ trợ cho dân
Nhưng mà đồng thời đó là để thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của thành phố với cái mục tiêu kép là phòng chống dịch có hiệu quả, nhưng mà đồng thời cũng thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của thành phố. Việc chi gói hỗ trợ 886 tỷ đồng cho người lao động trong bối cảnh hiện nay sẽ được thực hiện gấp rút với thủ tục đơn giản và chi trả nhanh chóng. Gói hỗ trợ thể hiện trách nhiệm của chính quyền thành phố trước những khó khăn của người dân, trong đó quan tâm đến công nhân lao động, người lao động tự do, người yếu thế trong xã hội. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh khiến không ít công nhân, người lao động đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh rơi vào cảnh khó khăn khi phải tạm nghỉ việc hoặc việc làm không đều, không tăng ca sản xuất được, giảm thu nhập. Chia sẻ khó khăn với người lao động, đã có nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn thành phố chủ động giảm tiền thuê phòng, tặng quà để người thuê trọ trang trải cuộc sống. Phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức đã vận động 190 trên 475 chủ nhà trọ thực hiện ký cam kết và thực hiện miễn giảm tiền trọ cho người lao động, công nhân ở trọ. Trong đó, vận động 28 chủ nhà trọ giảm 50% tiền ở trọ cho người lao động, 83 chủ nhà trọ giảm 300.000 đồng một phòng trọ, 52 chủ nhà trọ cho người lao động chậm trả tiền. Ước tính vận động miễn giảm tiền nhà trọ cho người lao động trên địa bàn là hơn 570 triệu đồng. Dịch bệnh thì cũng khó khăn chung. Dạ. Thì chủ trọ thì thương sao thì nhờ vậy có cái chuyện gì cũng chạy qua nhắc nhủ. Rồi đây cô cũng cho gạo cho đồ. Với là cô nói là tới đây giảm giá tiền trọ. Qua 2-3 đợt dịch rồi, nhưng mà cái đợt nào chị cũng hả không tăng giá tiền phòng, cũng hả giảm tiền phòng. Lúc trước thì giảm 20%, còn lúc này thì vẫn cứ giảm. Phải đóng góp một chút với khó khăn của chính quyền địa phương. Chỉ biết là giảm giá tiền thuê trọ để cho bà con được an tâm làm việc, vượt qua cái đợt dịch khó khăn này. Giảm giá thì cũng có ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình, nhưng mà đối với tôi thì không đáng là bao so với những cái tổn thất về kinh tế mà thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh đang phải ảnh hưởng rất là nặng nề. Qua cái tuyên truyền, qua cái vận động thì đa phần các cái chủ nhà trọ đều rất là đồng tình với cái chủ trương này để chia sẻ những cái gánh nặng, chia sẻ những cái khó khăn đối với lại những người làm công nhân, những người lao động vất vả mà phải đang sống ở trong khu vực nhà trọ. Và người ở trọ thì cũng rất là vui khi mà có và thấy được cái chủ trương của thành ủy, ủy ban dân. Cùng với việc các chủ nhà trọ miễn giảm tiền trọ, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện chia sẻ khó khăn với người lao động, nhiều bếp cơm nghĩa tình hàng ngày đã cung cấp hàng ngàn suất cơm phục vụ cho các lực lượng trực chốt tham gia phòng chống dịch. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng thực hiện hoạt động đi chợ giúp dân, mua các vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết trong thời gian bị cách ly phong tỏa tại nhà. Chăm lo các suất ăn đến cho lực lượng trực các điểm chốt để đảm bảo cái suất ăn dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho các chiến sĩ, công an cũng như lực lượng vũ trang, y tế và cán bộ công chức phường và các lực lượng tham gia tình nguyện để có cái sức khỏe để tham gia chống dịch. Nhìn thấy cái những cái suất ăn với lại cái tình cảm của các chị em, của các cái đoàn lực lượng đoàn thanh niên, mặc dù là nó nhỏ gọn nhưng mà mang cái ý nghĩa lớn, phục vụ đến cho anh em để cho anh em an tâm công tác. Hiện nay, phường Tam Bình đã nhận được ủng hộ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và mọi tầng lớp nhân dân số tiền hơn 130 triệu đồng đóng góp mua vaccine và gần 110 triệu đồng để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Hơn 1.000 sinh viên các trường y tại thành phố Hồ Chí Minh đang tình nguyện ngày đêm tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ ngành y tế thành phố. Con số này hàng ngày lại được tăng cường thêm từ các trường, tiếp tục lên đường hỗ trợ các khu cách ly trong công tác phòng chống dịch. Ngay trong hôm qua, 50 tình nguyện viên là đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã tiếp tục lên đường hỗ trợ các khu cách ly trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các tình nguyện viên đã tham dự khóa tập huấn cập nhật kiến thức và kỹ năng phòng chống COVID-19 nhằm trang bị những kiến thức cập nhật về dịch bệnh, quy trình và kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, các vấn đề liên quan đến tiêm chủng vaccine. Các tình nguyện viên đợt này đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ tại bất cứ thời điểm nào khi được điều động. Cũng là lần đầu em tham gia vào công tác chống dịch. Nhờ những buổi mà tập huấn của nhà trường, em đã có thêm sự tự tin và kiến thức
Vì thế em đã đăng ký đội xung kích của nhà trường ạ. Được tham gia vào đội ngũ phòng chống dịch, tôi cảm thấy rất tự hào, luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ để đóng góp một phần sức lực của mình vào cuộc chiến chống dịch COVID-19. Nhà trường sẽ tiếp tục tiếp nhận giảng viên, sinh viên đăng ký và nhà trường sẽ tổ chức tập huấn đầy đủ kiến thức, kỹ năng để các bạn sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào khi có lệnh điều động. Nếu Ủy ban nhân dân thành phố có nhu cầu thì nhà trường sẽ sử dụng các cái cơ sở đào tạo của nhà trường làm các cái điểm cách ly tập trung hoặc là để điều trị bệnh. Dịp này nhà trường cũng đã tặng quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đồng thời tiếp tục phát động chương trình quyên góp với số tiền thu được gần 121 triệu đồng và các vật phẩm y tế, nhu yếu phẩm sẽ được nhà trường lên kế hoạch giúp đỡ thêm nhiều địa phương khác và chuyển giao đến quỹ vaccine phòng chống COVID-19 Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Tin thế giới, sau gần 16 tháng siết chặt các biện pháp hạn chế đi lại, Canada đang bắt đầu nới lỏng các quy định nhưng chỉ dành cho một số ít đối tượng cụ thể. Động thái tiếp cận theo nhiều giai đoạn này sẽ diễn ra theo từng bước dựa trên dữ liệu khoa học chứ không phải dựa trên yêu cầu của người dân. Theo đó, kể từ ngày hôm qua 5 tháng 7, các công dân Canada và thường trú nhân của quốc gia Bắc Mỹ này, nếu đã tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine ngừa COVID-19 được chấp thuận sử dụng ở Canada, có thể không phải cách ly 14 ngày khi nhập cảnh vào Canada. Hành khách đủ điều kiện nhập cảnh khi vào Canada qua đường hàng không cũng sẽ được miễn thực hiện quy định cách ly trong 3 ngày đầu tiên tại một khách sạn được chính phủ phê duyệt. Các quy định hạn chế đi lại giữa Canada và Mỹ sẽ có hiệu lực đến ngày 21 tháng 7. Hiện hơn 30% dân số Canada đã được tiêm phòng đầy đủ. Biến chủng Delta xuất hiện khiến dịch bệnh lan nhanh gây áp lực lên hệ thống y tế của nhiều nước, đặc biệt nguy cơ lây nhiễm chéo ở các cơ sở cách ly tập trung ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, biện pháp cách ly tại nhà với người tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19, tức F1, được nhiều quốc gia áp dụng nhằm giảm gánh nặng về nguồn lực xã hội. Chuyên đề nhìn ra thế giới hôm nay sẽ cho thấy cách các nước ở châu Á thực hiện cách ly tại nhà ra sao. Hàn Quốc là quốc gia tiên phong tại châu Á triển khai hình thức cách ly F1 tại nhà ngay trong đợt bùng phát dịch tại một giáo phái ở thủ đô Seoul vào cuối tháng 2 năm 2020. Số ca mắc mới lúc này tại Hàn Quốc dọt lên cao thứ hai trên thế giới với hàng ngàn ca nghi nhiễm. Chính quyền Seoul ngay lập tức đã triển khai các phương pháp trụ cột là xét nghiệm nhanh, truy vết tiếp xúc và cách ly bắt buộc, giống như cách thức mà Việt Nam đang thực hiện. Để không gây quá tải hệ thống y tế, Hàn Quốc chia thành các nhóm khác nhau. Những ca nhiễm nghiêm trọng được đưa đến bệnh viện, các ca nhẹ hơn được cách ly tập trung. Còn những người tiếp xúc gần trong phạm vi 2 mét xung quanh ca nhiễm nhưng không có triệu chứng được yêu cầu tự cách ly tại nhà trong 14 ngày. Hàn Quốc còn triển khai một ứng dụng điện thoại mang tên Bảo vệ an toàn tự cách ly để cập nhật thông tin và giám sát người cách ly. Khi tự ý rời khỏi nơi cách ly, người vi phạm có thể bị phạt 1 năm tù hoặc phạt tiền lên đến 9.000 đô la Mỹ. Số người tự cách ly trên toàn quốc đã lên tới khoảng 30.000, trong khi nguồn nhân lực chịu trách nhiệm giám sát tại địa phương bị hạn chế. Ứng dụng này là công cụ hỗ trợ giúp công tác quản lý được hiệu quả hơn. Chính sách cách ly linh hoạt và không khoan nhượng trên đã có hiệu quả đáng mừng. Hai tháng sau, đến tháng 4 năm 2020, Hàn Quốc đã có thể tổ chức cuộc bầu cử quốc hội với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong 3 thập kỷ mà không gây ra làn sóng lây nhiễm mới. Ngoài kiểm tra tình trạng sức khỏe, người đang tự cách ly còn được hỗ trợ về chi phí cách ly, cung cấp thực phẩm, đồ vệ sinh cá nhân, dịch vụ phát video trực tuyến để giải trí và đặc biệt là dịch vụ sức khỏe tâm lý. Bộ Y tế cập nhật thông tin mỗi ngày, truyền đạt biện pháp phòng dịch tốt nhất, tạo dựng lòng tin với cộng đồng. Ngược lại, chính phủ cũng tin tưởng công chúng hành động có trách nhiệm. Theo nhiều chuyên gia nhận định, chính niềm tin giữa chính phủ và công chúng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Hàn Quốc chống dịch thành công. Trong khi đó, tại Singapore, chính quyền phối hợp cả hai hình thức cách ly tại nhà và cách ly tập trung đối với các trường hợp tiếp xúc gần. Nơi cách ly tại nhà đòi hỏi phải có môi trường thông thoáng, tách biệt, nhà vệ sinh riêng. Người cách ly được giám sát thông qua các cuộc gọi hàng ngày với nhân viên y tế để trình báo về tình hình sức khỏe hoặc nhu cầu hỗ trợ. Việc rời khỏi nơi cư trú trong thời gian cách ly tại nhà bị nghiêm cấm.
Nếu vi phạm, người cách ly buộc phải mang thêm thiết bị giám sát điện tử. Bên cạnh đó, nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm với những biến chủng mới, Bộ Y tế Singapore còn mở rộng cách ly với các thành viên trong cùng gia đình của F1. Họ được yêu cầu tự cách ly tại nơi đang ở. Biện pháp này được nhận định là phù hợp khi mà số lượng các ca nhiễm biến chủng Delta không xuất hiện triệu chứng ngày một nhiều. Quá trình tự cách ly của F2 sẽ kết thúc khi F1 hết thời gian cách ly hoặc có xét nghiệm âm tính. Tương tự, tại Nhật Bản hay Đài Loan, Trung Quốc, các trường hợp tiếp xúc gần F1 cũng có thể lựa chọn cách ly tại nhà hoặc các cơ sở cách ly tập trung do nhà nước quản lý. Nếu chọn cách ly ở nhà, họ không được phép ra khỏi nhà trong vòng 14 ngày và sẽ được nhân viên y tế đến tận nơi để lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày. Trong khi đó, Bộ Y tế Ấn Độ đã áp dụng biện pháp cách ly tại nhà cho các trường hợp F1 hay nghi nhiễm mà không có triệu chứng nặng nhằm giảm áp lực lên hệ thống y tế, nhưng thời gian cách ly kéo dài đến 28 ngày. Trong ngày 10 tháng 6 qua, Ấn Độ từng ghi nhận trên 9.400 ca tử vong do COVID-19, lập kỷ lục về số ca tử vong trong một ngày cao nhất thế giới kể từ khi dịch bùng phát. Cơ sở hạ tầng yếu kém và thiếu xét nghiệm khiến người dân không biết liệu mình đã mắc COVID-19 hay chỉ bị cảm lạnh thông thường. Hiện nước này đang lo ngại biến thể Delta Plus có nguy cơ gây ra làn sóng thứ ba. Để ứng phó, nhà chức trách đẩy mạnh việc thu thập dữ liệu như lịch trình đi lại và tình trạng tiêm vaccine của những người đã báo cáo nhiễm biến thể này, đồng thời tiếp tục cách ly tại nhà với các trường hợp F1. Thực tế cho thấy, khi mà vaccine vẫn còn thiếu và chưa phân bố đồng đều cho các nước, thì việc cách ly tại nhà đối với các ca F1 hay nghi nhiễm nCoV là cách làm phù hợp và hiệu quả trong cuộc chiến chống dịch hiện nay. Tuy nhiên, để thành công, đòi hỏi rất cao ý thức trách nhiệm với gia đình và cộng đồng xã hội của mỗi cá nhân. Nếu toàn xã hội đồng lòng cùng nhau chiến đấu chống đại dịch, thì mọi thứ sẽ dần dần tốt lên và chúng ta có thể sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Thưa quý vị, hôm nay 6 tháng 7, gần 1 triệu thí sinh sẽ chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 năm 2021 tại 63 hội đồng thi trên cả nước. Năm nay lại thêm một năm kỳ thi được tổ chức trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị tích cực cũng như quyết tâm cao của nhiều cấp ngành và các địa phương. Để đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các phương án giữ điện ưu tiên tại 155 điểm thi, điểm chấm thi theo đúng yêu cầu của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã lập phương án đảm bảo cung cấp điện tại các địa điểm tổ chức thi kể từ ngày 6 tháng 7 cho đến hết ngày 8 tháng 7 năm 2021, đảm bảo điện cho các điểm chấm thi theo lịch biểu của Sở Giáo dục. Các công ty điện lực thành viên đã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát công tác cung cấp điện, bao gồm cả hệ thống điện nội bộ của trường tại các địa điểm in sao đề thi, điểm chấm thi. Bên cạnh các phương án cấp điện lưới, các địa điểm này đều được bố trí máy phát dự phòng, tăng cường trực ca và bố trí công nhân trực vận hành tại điểm thi. Các công nhân trực đều được xét nghiệm tầm soát COVID-19 và có kết quả âm tính theo đúng các quy định phòng chống dịch hiện nay. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng không thực hiện công tác theo kế hoạch có gây gián đoạn cung cấp điện đối với các địa điểm phục vụ kỳ thi, trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. Sáng nay, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 277 ca mắc COVID-19 tại 7 địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 230 ca. Việt Nam đến nay đã ghi nhận tổng cộng 21.312 bệnh nhân và đã có hơn 3,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm chủng cho người dân. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào, tạm biệt.